Ủa sao nhìn giống thầy thích nhận cất vậy? Nhắm mắt lại hôn vào mù chứ không lẽ đi hôn vào tai. Cái ông sư mà nói ai cúng tiền lẻ là keo kẹt á hả? Chứ ai, bây giờ anh lại cốc cái đầu cho em coi nè. Mấy sư thầy bây giờ mở miệng là tiền bạc không à? Đâu anh qua bển ơi, có phải không? Mà thôi đi, kệ anh ta đi anh ơi. Em cứ để anh. Này quá ta chú, chắc anh chợt lệnh ly quy ni. Anh đưa em lên sofa, xong anh banh hai chân em gà. Ây da, ây da, đồ quân má làm con cặn gì cốc đầu tao. Dạo này Phật tử chuyển tiền nhiều đi ba hả? Phật tử gì? Ủa không phải hả? Chết cô đĩ, mẹ xin lỗi anh gột. Trời ơi, thấy cái đầu chùa thân mấy anh khứa kìa, xin lỗi anh gột. Em lộn gột ơi, em xin lỗi nha. Tao tí chọc con mà sáu lồng lửa. Dạ dạ em lộn, xin lỗi anh gột, xin lỗi nha. Khi tình yêu đến, chúng ta bu qua bu lại. Ây da, đủ ba. Cái này là đúng chính xác 100% rồi. Ông làm sư mà hay lên mạng xin tiền phải không? Hồi nãy cốc bằng lồng kia đủ mấy trang ông vậy. Mắc cười chó vậy. Tao tí chọc con mà sáu lồng lửa, đủ má mà nhìn kỹ vô. Giỡn hoài trên mạng ai không biết ông ba. Mày thấy tao có hầm gâu không? Đủ má mà nhìn cho kỹ vô. Đúng rồi, ổng là tí chọc con mà sáu lồng lửa đó. Mở con mắt mày to ra, nhanh. Chết mẹ anh gột. Em xin lỗi anh gột. Mày nhìn kỹ trên cái đầu của tao nè. Đâu? Đu má cái đầu bốc khói luôn nè. Đúng là con của bà sáu lồng lửa thiệt. Tránh xa tao ra nha. Dạ em, dạ em xin lỗi anh gọi nghe, đừng giận em nha. Má lâu lâu đi ba chơi gõ hai cái muốn xả đồ luôn. Ok đó, lắm.